Hôm nay chúng ta sẽ đi nốt vào ba bài còn lại ở trong cái phần truyền nhiễm của mình. Ba bài này thực ra thì nó cũng không có gì khó cả. Có mỗi cái bài viêm gan này thì hơi dài một chút nha. Còn hai cái bài đó là bài lỵ, hội chứng lỵ và bài ho gà thì nó ngắn thôi. Tuy nhiên thì các em phải lưu ý đấy, bởi vì có những cái chỗ mà cô sẽ nhấn mạnh. Vì bản thân cô thấy cái test truyền nhiễm này thường các em điểm thấp lắm. Trong khi thì cô thấy tình hình là nó không có gì khó cả. Nhưng cái vấn đề thì chắc là các em chưa biết cách học. Cho nên cô cảm giác là chúng ta đang học theo cái kiểu là ngồi học vẹt ấy. Các em phải học hiểu chứ không học vẹt ở đâu. Y học cổ truyền nó khó. Nó không như Tây y mà chúng ta nhìn thấy ngay các vấn đề. Chúng ta search trên Google là nó ra hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỷ các cái loại thuốc. Y học cổ truyền của mình để các em search ra một cái lý luận nó rất là khó. Mà hoàn toàn là các em rất hay phụ thuộc vào sách thôi. Chứ còn để tìm trên mạng các cái thông tin, các cái biện chứng về y học cổ truyền không có mấy đâu. Mà chưa chắc nó đã đúng đâu. Đó, chính vì vậy mà chúng ta vẫn phải bám sát các cái giáo trình, các cái sách của mình nhá. Đặc biệt là ở trong nội dung truyền nhiễm này thì thực ra trong sách thì nó viết dài dòng, nhưng ở đây thì cô sẽ tóm lại cho nó dễ hiểu, dễ hình dung để đến lúc mà thi ấy, và đến lúc các em làm bài test thì các em cũng cũng biết cách làm thì nó sẽ dễ cho mình nhá. Bởi vì cái bài viêm gan này là nó dài chứ nó không hề ngắn đâu. Một cái bài viêm gan này cũng phải bằng mấy bài lỵ đấy, hoặc là bằng mấy bài ho gà nha. Trên bài nó đã dài và đã khó là chúng ta phải lưu ý, phải để ý mà còn học. Và ở đây thì ngày xưa chúng ta có thể thấy rằng đối với bây giờ thì chúng ta quá rõ về viêm gan virus rồi, đúng không? Thậm chí là các em còn phân tích, các em biết được rằng nó có 5 chủng A, B, C, D, E. Trong đó là cái bệnh lây qua đường tiêu hóa đó là viêm gan B, à viêm gan A, viêm gan E. Lây qua đường máu đó là viêm gan B, viêm gan C. Còn viêm gan D là nó tồn tại trên nền bệnh nhân phải có viêm gan B trước đó. Cho nên nếu bệnh nhân mà vừa bị viêm gan B vừa bị viêm gan D thì tình trạng bệnh nó sẽ nặng nề. Đó có nghĩa là trong Tây y của chúng ta rất rõ ràng về cái viêm gan này. Tuy nhiên trong y học cổ truyền từ xưa đến giờ khi các em đọc chắc cái sách cổ thì các em thấy rằng là các cụ không hề biết cái sự tồn tại của cái con virus viêm gan này. Và các cụ đang 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 chẩn đoán nó dựa vào các cái triệu chứng, dựa vào cái tứ chẩn trên bệnh nhân mà người ta chẩn đoán ra. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng ở đây trong y học cổ truyền thì người ta cũng chia ra cả cấp và mạn. Trong cấp thì có thể có những cái thể vàng da, có những cái thể không vàng da. Và trong mạn thì chúng ta thấy rằng là có những cái thể can uất tỳ hư khí trệ, có các thể can nhiệt tỳ thấp, nặng hơn nữa thì có khí âm lưỡng hư, can khí, can huyết ứ trệ, vân vân. Đó. Thì có nghĩa trong y học cổ truyền người ta phân ra như vậy, các thể như vậy dựa vào cái tứ chẩn từ bệnh nhân mà người ta sẽ đưa ra cái chẩn đoán cho phù hợp. Và hoàn toàn chúng ta thấy rằng là người ta không biết đó là một cái loại virus gì cả. Người ta chỉ biết rằng à có cái yếu tố gây bệnh ở đây, đó là có yếu tố thấp nhiệt xâm phạm vào can đờm và làm cho cái công năng của can đờm nó bị rối loạn, nó sẽ gây ra các cái triệu chứng của bệnh nhân. Và người ta chính vì vậy người ta cũng sẽ không gọi nó là viêm gan virus mà người ta sẽ gọi theo cái chứng chính ở bệnh. Cô lấy ví dụ cái chứng chính ở bệnh nhân này đó là bệnh nhân vàng da vàng mắt rất rõ thì người ta sẽ gọi là hoàng đảo. Nhưng nếu mà cái đau tức hạ sườn phải nhiều rõ người ta sẽ gọi là huyết thống cơ. Đó, hoặc thậm chí có những bệnh nhân đau tức hạ sườn phải nhiều vàng da cũng rất rõ rất rầm rộ thì người ta sẽ dựa vào cái tiêu chí nào nó trội hơn. Hoặc nếu cả hai nó ngang bằng nhau có thể gọi là hoàng đản huyết thống, có nghĩa là cùng gọi phối hợp nha. Cho nên cái tên trong y học cổ truyền nó thể hiện cái đặc trưng của bệnh nhân đang thể hiện ra ở đây là cái gì đó, và chúng ta dựa vào đó nhé, chúng ta sẽ đưa ra được cái pháp điều trị cho phù hợp. Bởi vì nếu bệnh nhân là thể hoàng đản thế thì rõ ràng chúng ta phải thanh nhiệt lợi thấp nhiều hơn. Nếu bệnh nhân là huyết thống thì cái việc chúng ta phải sơ can giải uất nhiều hơn đó. Mặc dù hai cái đó đều là viêm gan, nhưng cái chính ở cái chứng cái bệnh nhân này, cái chứng hoàng đản nó trội hơn thì chúng ta phải tập trung về cái thanh nhiệt lợi thấp thoái hoàng cho bệnh nhân. Nhưng bên kia thì cái huyết thống nó rõ rệt biểu hiện bằng các cái việc đau tức hạ sườn phải, rồi là đầy tức khó chịu, cáu gắt, tức giận, vân vân. Thế thì phải điển hình đó là xài hồ sơ can, đó là bằng cái cách sơ can giải uất cho bệnh nhân nó sẽ được đi đầu. Có thể trong đó mình cũng sẽ lồng ghép cả những cái mà thoái hoàng cho bệnh nhân. Đó, có nghĩa là chúng ta thấy rằng là cái việc chúng ta chẩn đoán ở đây không phải bệnh nhân viêm gan nào cũng điều trị hoàn toàn giống nhau, đúng không? Mà cái việc chúng ta chẩn đoán được rằng à cái chính của bệnh nhân này là cái gì, bệnh nhân là cấp hay là mạn, mà từ đó chúng ta sẽ có các cái hướng cho nó phù hợp nhá. Cho nên thực ra khi học
học y học cổ truyền thì các em phải chịu khó một chút đấy, các em phải 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 liên tưởng, phải link sang các cái vấn đề y học cổ truyền. Chứ còn nếu mà Tây y thì nó rõ ràng rồi. Tây y chính ra khi các bạn đã nói rằng là cô em thấy Tây y học dễ hơn Đông y đấy cô ạ. Cô bảo đúng rồi, bởi vì Tây y nó quá rõ ràng, cơ chế nó rất rõ. Nó theo cơ chế, nó theo các cái mà chúng ta thấy rằng y học nó đã chứng minh được nó có con virus gì, con vi khuẩn gì thì nó quá rõ rồi. Hoặc ví dụ đối với vi khuẩn này thậm chí còn làm cả kháng sinh đồ được rồi. Nhưng trong y học cổ truyền thì chúng ta thấy rằng là người ta sẽ đưa nó về cái hướng thấp nhiệt chẳng hạn. Và từ đó thì có các cái nhóm thanh nhiệt lợi thấp hay là thanh nhiệt táo thấp gì đó cho bệnh nhân để giải quyết, hoặc là có thể thêm cái giải độc vân vân cho bệnh nhân đó nha. Cho nên là giữa y học cổ truyền, y học hiện đại trong các cái chứng viêm gan này nó sẽ có những cái lý luận nó hoàn toàn nó khác nhau đó. Thế thì chúng ta sẽ đi vào đầu tiên nhá, trong cái viêm gan virus này nó là thuộc phạm vi của chứng hoàng đản huyết thống theo y học cổ truyền. Ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà cái đặc trưng ở bệnh nhân đó là vàng da nhiều thì sẽ gọi là hoàng đản, còn đặc trưng đau tức hạ sườn phải nhiều thì sẽ gọi là huyết thống. Cái này là theo y học cổ truyền nha. Còn trong Tây y thì các em vẫn sẽ chẩn đoán là viêm gan virus thôi, và thậm chí các em còn biết rằng đó là virus gì nữa, ví dụ viêm gan B, viêm gan C chẳng hạn, đúng không nha. Trên lâm sàng ở đây người ta cũng chia thành hai thể chính, nhất là cấp và thứ hai là mạn. Và đối với cái cấp tính này thì người ta cho rằng do thấp nhiệt xâm phạm trực tiếp vào gan đờn nó gây ra nha. Và đối với cái viêm gan mới thì người ta hay gọi nó là dương hoàng, trong khi đối với cái mạn thì người ta hay gọi nó là âm hoàng đó. Thế thì đối với mỗi cái thì chúng ta sẽ có những cái thể khác nhau, tí là các em sẽ vào lần lượt các cái thể. Và trong cái viêm gan mạn thì người ta cho rằng đó là liên quan đến công năng tạng phủ, đặc biệt là của can và tỳ nha, là có vấn đề đó. Ở trong trường hợp này gọi là chứng âm hoàng, nghĩa là vàng da kéo dài lâu rồi, cái này bệnh nhân phải có một cái thời gian dài rồi nhé. Hoặc cũng có thể là những cái đợt cấp của viêm gan mạn tính chẳng hạn, có những bệnh nhân người ta bị viêm gan virus B mạn và sau đó có những đợt cấp mà nó trội lên ấy, thì đấy cũng được đưa vào cái âm hoàng này nhé. Đây chúng ta sẽ có đầu tiên đó là thể cấp tính. Chúng ta sẽ đi vào từng thể nhá. Trong trường hợp cấp tính thì người ta cho rằng thường là do thấp nhiệt gây ra. Và ở đây thì đầu tiên người ta chia là da thể, đó là thể vàng da. Có nghĩa là bệnh nhân có vàng da, tuy nhiên cái sắc vàng này nó sáng, nên người ta gọi nó là dương hoàng. Bệnh nhân có các biểu hiện như sau này, các biểu hiện của vàng da nhá. Vàng da này rồi có thể vàng mắt nhưng mà sắc nó sáng, nó mới. Đau mạn sườn phải có thể đau ít hoặc đau nhiều nha, nhưng cái vàng da nó phải trội hơn, ăn kém này, đầy bụng này đó, có các vấn đề từ can mà liên quan sang tỳ rồi nhá. Cho nên ăn kém, đầy bụng, chướng hơi, phân nát các kiểu đấy, rồi ảnh hưởng sang vị, ví dụ như lợm giọng, buồn nôn đó, rồi làm khí hư, mệt mỏi, đúng không. Các biểu hiện của vàng da ở đây chính là cái thấp nhiệt đấy, chúng ta thấy bệnh nhân có tiểu vàng sẫm, lượng nước tiểu thì ít thôi, miệng thì đắng, cái vị đắng là vị của đờm đấy nha, của dịch đờm đấy, rêu lưỡi thì dày dính, thấp nhiệt, đúng không? Mạch huyền sác, huyền là mạch điển hình bệnh lý của can rồi, sác là có nhiệt. Như vậy ở bệnh nhân này chúng ta thấy rõ một cái vấn đề, đó là thấp nhiệt xâm phạm vào can đờm. Và tuy nhiên vì nó mới, nó cấp, nên người ta gọi nó là dương hoàng nha. Ở đây thì với các cái đặc điểm như trên, chúng ta sẽ phải thanh nhiệt táo thấp, thoái hoàng lợi niệu cho bệnh nhân. Vì có thấp, vì có nhiệt cho nên phải thanh nhiệt táo thấp. Tuy nhiên kết hợp thêm cả thoái hoàng lợi niệu. Thực ra cái thoái hoàng này cũng chính là lợi niệu, dùng các thuốc lợi niệu để thoái hoàng thôi. Tuy nhiên thì trong y học cổ truyền của mình cũng có những cái vị mà lợi niệu thoái hoàng rất là hay, thậm chí còn táo thấp được. Ví dụ như chúng ta có ngay nhân trần ấy nhá. Cho nên nhân trần sẽ là vị mà 100% sẽ dùng trong tất cả các bài viêm gan, tất cả các thể bệnh ở đây. Nhân trần, chi tử, những vị mà rất hay dùng. Đó thì ở đây nhân trần đáp ứng tiêu chí thanh nhiệt táo thấp nhưng thoái hoàng được. Còn trong trường hợp bệnh nhân mà có táo thì có thể thêm nhuận tràng. Còn nếu bệnh nhân không có táo bón thì không dùng nhuận tràng nhá. Bởi vì có nhiều bệnh nhân là người ta không phải nhiệt đâu mà người ta đi ngoài phân nát. Lúc đó có biểu hiện của tỳ hư đấy thì chắc chắn em không thể dùng nhuận tràng được đâu, bởi vì đã phân nát mà lại còn nhuận tràng nữa thì chúng ta biết hậu quả rồi, đúng chưa. Còn nếu chỉ còn có hoàng đản, nghĩa là vàng da kết hợp với các triệu chứng tiêu hóa đấy,
thì các em vẫn dùng tương tự như trên nhưng sẽ khác cái đuôi một chút, đó là chúng ta sẽ thêm cái kiện tỳ. Thế thì ở đây sẽ là pháp thanh nhiệt táo thấp kiện tỳ lợi niệu nhá, có nghĩa là chúng ta thấy rằng cũng là giải quyết cái tình trạng thất nhiệt ra ngoài. Tuy nhiên vì bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa đầy bụng, chướng hơi, đi ngoài phân hát các kiểu, chúng ta sẽ thêm cái kiện tỳ vào cho bệnh nhân, cho nên nó sẽ ra được cái pháp như vậy nhá. Như vậy đối với một bệnh nhân cái thể bệnh là như vậy, nhưng cái việc chúng ta cho pháp phải tùy thuộc vào bệnh nhân đó, được chưa? Ví dụ ngay cái chỗ bệnh nhân này chúng ta có thể nhìn thấy này, cái thể là Dương Hoàng đấy, là cấp tính đấy, nhưng trong điều trị các em cũng có thể là nhuận tràng, các em cũng có thể không, các em có thể kiện tỳ, các em có thể không đó, cho nên cái việc điều trị của mình phải phụ thuộc cụ thể vào bệnh nhân nó như thế nào nha, chứ chúng ta không đánh đồng 10 ông là cứ như thế này hết được đâu, bởi vì ông thì táo, ông thì nát đấy, ông thì phân táo, ông thì phân nát, bây giờ dùng chung cho nhau hết rồi cứ ma nhân đại hoàng là chết rồi nha, không thể được, nhưng chưa là ông nát lại càng nát lại là dở hơi rồi nha, cho nên chúng ta sẽ tùy bệnh nhân. Còn cái phần trên, cái phần nguyên nhân ấy, cái táo thấp cái lợi niệu là chúng ta vẫn sẽ cho nha, có nghĩa là cái gốc chúng ta giữ lại, được chưa? Đó thì với cái chẩn đoán, với cái pháp như vậy thì chúng ta sẽ ra các cái phương. Ở đây các em sẽ thấy có sự góp mặt của nhân trần trong tất cả các cái bài thuốc, là một cái vị thuốc mà thanh nhiệt táo thấp thoái hoàng được trong cái trường hợp bệnh nhân viêm gan nha. Trên nhân trần cũng rất là tốt đối với những bệnh nhân mà có viêm gan mạn đó, nhất là trong các cái trường hợp bệnh nhân có vàng da thì có thể uống nước nhân trần nhé. Tuy nhiên thì vì nhân trần nó lợi mật, nó thoái hoàng như vậy cho nên là cũng không dùng bừa được, cho nên là khi nếu mà bệnh nhân có vàng da, bệnh nhân có vấn đề của gan này thì mới nên dùng, còn bình thường mà các em dùng thường xuyên nó cũng không tốt đâu nhé. Chúng ta bắt nó phải lợi mật liên tục như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng tự nhiên âm dương đang cân bằng, bây giờ lại thành mất cân bằng, lại ra bệnh đó, cho nên chúng ta sẽ không lạm dụng nhé. Ở đây thì các em có thể dùng bài thuốc số 1, tán bột đóng gói, 10 gram ngày dùng 4 gói. Ở đây có nhân trần, có chi tử, có ý dĩ. Nhân trần, chi tử, đây đều là những vị thanh nhiệt này. Táo thấp thoái hoàng được, chi tử nó cũng tải nhiệt được cho bệnh nhân. Đồng thời có cái ý dĩ để kiện tỳ và cũng lợi thấp được nha. Thì cái này nó cũng sẽ hỗ trợ cùng nhân trần trong cái việc lợi thấp đấy. Hoặc là các em có thể dùng siro nhuận gan, trong này nó có chè vàng rất là hay, chè vàng cũng là một trong những vị thuốc mà đi vào gan được nhá, cũng rất là hay đấy, trong đó lại kết hợp thêm, các em có thể nhìn thấy nhân trần chi tử ở đây đúng chưa, táo thấp ở đây các em còn có thể thấy lá mua, thấy vỏ núc nác, vỏ đại vân vân đấy, có những cái vị thuốc nó sẽ hỗ trợ, tức là đáp ứng được cái pháp của chúng ta vừa nói lúc nãy. Hoặc là có thể dùng bài thuốc số 3 này, các em lại thấy sự góp mặt của nhân trần đúng chưa. Và ở trong bài này thì các em thấy lợi thấp, các em thấy có sa tiền, có đại bì. Ở đây thêm một chút bổ khí, bệnh nhân mệt mệt là phải có thêm đằng sâm chẳng hạn. Nhá, có thêm ít hạ khô thảo để giải độc cho bệnh nhân. Đó thì có thể thêm mấy vị để phù hợp với bệnh nhân. Hoặc là các em có thể dùng bài thuốc số 4, đó là nhân trần cao thang kết hợp tứ linh tán. Thực ra nó nhân trần cao thang nhưng mà thực ra bài này nó chỉ có 3 vị thôi. Đó là nhân trần chi tử đại hoàng, thì ở đây bỏ sứ đại hoàng đi rồi. Còn nhân trần chi tử đúng chưa, thì vẫn là cái bộ đôi mà chúng ta sẽ dùng rất nhiều trong cái trường hợp này, viêm gan này. Sau đó kết hợp tứ linh tán là những vị thuốc mà chuyên lợi niệu thì cũng sẽ hỗ trợ cho cái tác dụng thoái hoàng của bệnh nhân đó, thì cũng đáp ứng với cái pháp mà chúng ta vừa đưa ra đúng chưa. Trong trường hợp bệnh nhân nếu mà có nhiệt nhiều hơn, các cái triệu chứng nhiệt rất là rõ, bệnh nhân sốt rất là cao chẳng hạn, thì các em sẽ tăng cường thanh nhiệt cho bệnh nhân bằng các cái vị thuốc. Ví dụ như các em có thể dùng hoàng bá, dùng liên kiều, hoạt thạch lô can vân vân, rất nhiều nhá, chứ không chỉ là mấy vị này đâu nhá, tăng cường để hạ nhiệt cho bệnh nhân, bồ công anh cũng được nhá, rồi là rau má vân vân, có thể hỗ trợ cùng. Còn trong trường hợp bệnh nhân mà thấp nhiều ấy thì các em sẽ phải tăng cường trừ thấp cho bệnh nhân bằng các cái vị mà nó có tính táo thấp hoặc lợi thấp. Ở đây thì người ta dùng nhiều đến táo thấp và hành khí. Ví dụ như thương chuột bán hạ là táo thấp rất là mạnh, hậu phát thì hành khí hóa thấp đấy. Ở bệnh nhân thì nó sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân. Có thể thêm một chút kiện tỳ để hóa thấp cũng được nha. Trên tinh thần chúng ta sẽ dùng những vị mà trừ thấp như thế này để giải quyết cái tình trạng hiện tại. Đó, đấy là trong trường hợp thấp nhiệt nó rõ hơn. Thì chúng ta tùy vào đặc điểm của bệnh nhân mà chúng ta sẽ ra thêm các vị thuốc cho phù hợp. Cho nên đối với một bệnh nhân mà khi có một cái bài thuốc cổ phương các em đưa ra nhá, thì các em phải biết gia giảm,
Bởi vì ông này một kiểu, ông kia một kiểu, không giống nhau đâu. Mặc dù đều là xài hồ sơ căn hang, nhưng ông này phải ra thêm vị này, ông kia phải ra thêm vị kia. Đó, đấy là cái việc mà chúng ta biết vận dụng vào lý luận y học cổ truyền, vận dụng vào cơ chế bệnh để đưa ra cái phương thuốc điều trị cho bệnh nhân nhá. Cái việc đấy phụ thuộc vào các em thôi, còn cổ phước vào đâu, cái đấy chúng ta phải biết lọc ra, phải biết chọn những cái vị nào cần và phù hợp cho bệnh nhân trong trường hợp này đó, mà chúng ta sẽ ra nhá. Đấy, vì nhiệt nhiều hơn thì thế này, hoặc dù thấp nhiều hơn thì thế kia đó. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là mặc dù đều là thấp nhiệt đấy, nhưng mà đó là trường hợp vàng da nhá. Cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp thể rất là nặng, người ta gọi là cấp hoàng do xơ gan teo cấp. Trường hợp này thì theo cô thì cũng không ôm y học cổ truyền vào làm gì. Tuy nhiên thì trong sách có thì thôi cứ đưa vào cho các em để các em tham khảo, và các em cũng à, đối với bệnh nhân viêm gan thì có những cái thể như thế này trong y học cổ truyền. Các triệu chứng rất rầm rộ, bệnh nhân chuyển sang xơ gan rất nhanh, một cái suy gan cấp rất rõ rệt, bệnh nhân có thể xuất huyết, thậm chí hôn mê, co giật vân vân. Nhé, bụng thì có thể có báng nước vân vân. Trường hợp này là nặng. Và trong trường hợp này ưu tiên thanh nhiệt lương huyết giải độc, đặc biệt là tăng cường giải độc cho bệnh nhân. Và vì có trường hợp nặng cấp hoàng này, chắc chắn là cái nhiệt độc rất mạnh cho nên phải lương huyết thêm. Nhưng mà theo cô ở đây phải phải có hồi sức của y học hiện đại nhá. Còn ở đây nhá, chúng ta cho nhăng cuội thôi, nhưng mà chúng ta vẫn phải ưu tiên y học hiện đại trong trường hợp này, thấy chưa? Còn cái phần thuốc kia sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân, có thể khi người ta ổn định rồi chúng ta sẽ dùng nhá, nhưng mà chúng ta sẽ không lạm dụng trong lúc bệnh nhân đang ví dụ hôn mê co giật, thì thôi tốt nhất là chuyển tới cho người ta điều trị cho nó ổn đi đã. Đó, sau đó chúng ta sẽ giải quyết sau, giải quyết tiếp nha. Thế thì ở đây chúng ta cũng thấy có rất nhiều các cái vị lương huyết giải độc, thậm chí hoạt huyết như tam thất chẳng hạn đó, rồi là lương huyết giải độc. Lương huyết ở đây có huyền sâm thiên môn, có mạch môn, nhân trần vân vân, rất nhiều đúng không? Giải độc thì chúng ta cũng có bồ công anh vân vân, rất là nhiều vị nha. Cái bài này nó sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân một chút. Bài số 2 ở đây thì chúng ta thấy cũng tương tự, có sự góp mặt của nhân trần, của chi tử đó, và đồng thời là có các vị giải độc, ví dụ như là bồ công anh chẳng hạn. Tảo hỏa thì rất là nhiều đúng không? Bệnh nhân do cái cấp hoàng là cái nhiệt độc rất mạnh, cho nên ở đây người ta dùng rất nhiều các cái thuốc thanh nhiệt, từ đại hoàng, hoàng liên, chi tử, rồi đến rễ cỏ chanh và rất là nhiều. Giải uất thêm một chút thì có uất kim nha. Đó, cho nên túm lại là với cái trường hợp bệnh nhân như thế này thì chúng ta cũng không ôm nha. Đấy, nói ngay từ đầu rồi đấy. Còn bài thuốc số 3 có thể dùng tê giác tán, thì hiện nay vì tê giác bây giờ nó cũng tuyệt chủng đến nơi rồi đúng không? Nên cũng không ai dám dùng sừng tê giác nữa đâu, mà người ta sẽ chuyển sang dùng sừng trâu thay sừng tê giác. Tất nhiên sừng trâu không hiệu quả bằng đâu nhá, nhưng mà vì tê giác thì không dùng được thì thôi cũng đành phải thay bằng cái này. Cái sừng trâu người ta còn gọi là thủy nhu giác, nếu liều tê giác một thì liều sừng trâu phải gấp 10 lần lên đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng cái sừng tê hay sừng trâu này nó sẽ có tác dụng giải độc cho bệnh nhân, nó cũng sẽ kết hợp cùng các cái vị thuốc giải độc và lương huyết khác nhá, để cùng hỗ trợ cho bệnh nhân trong trường hợp này. Ở đây các em lại thấy có nhân trần, lại thấy có chi tử đúng không? Những vị thuốc rất quen thuộc và dùng nhiều trong bệnh nhân viêm gan, đặc biệt là có vàng da nha. Thế thì đấy là đối với cái thể cấp hoàng. Cái thứ ba, bệnh nhân lại cũng có một cái thể nữa, mà cái thể này là hay gặp nhất. Bởi vì sao? Thể này làm cho bệnh nhân cũng không biết là mình bị viêm gan, và các triệu chứng của vàng da nó không có, không rõ ràng. Nó chỉ có các triệu chứng của tiêu hóa, ăn uống kém đầy bụng, trướng hơi, thì rõ ràng chúng ta sẽ nhầm với một cái vấn đề của tiêu hóa khác, cho nên thường chúng ta hay bỏ qua. Nhưng đấy có thể là một cái đợt cấp của viêm gan, và trải qua giai đoạn này xong chúng ta cũng không biết gì, không có hướng điều trị gì cả, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển sang một cái tình trạng đó là mạn nhá. Cho nên là chúng ta thấy rằng thường bệnh nhân đến khám thì đa phần viêm gan mạn từ bao giờ rồi mà có biết đâu, đúng chưa? Và hỏi ra thì cũng đúng là cũng không biết. Và có những cái giai đoạn mà bị những cái vấn đề tiêu hóa này thì cứ nghĩ là rối loạn tiêu hóa thôi, mà uống thuốc thì nó cũng đỡ đấy, cho nên về sau thì hay bỏ qua nhá. Nhưng đấy cũng có thể là một cái thể, một cái tình trạng của viêm gan. Thế thì với cái tình trạng mà thấp nhiều như này, cô lấy ví dụ như bệnh nhân ăn kém, chán ăn, đầy bụng này, cái này là có tỳ hư thấp trệ đây này, rồi chưa kể là đại tiện táo hoặc nát này, cái này tỳ có vấn đề đây này, rêu lưỡi trắng dính, vàng dính này, huyền sắc hoặc sắc vân vân, cũng có thấp nhiệt đấy, thấp nhiệt hỗn tỳ đấy, nhưng mà nó không quá rõ, và vàng da thì nó không có nhé. Cho nên trong trường hợp này thì người ta sẽ ưu tiên thanh nhiệt lợi thấp thôi.
vì không có vàng da cho nên người ta cũng không 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 thoái hoàng làm gì, người ta sẽ không dùng thoái hoàng nữa, cho nên các vị ở đây cũng lợi tiểu nhưng cũng không quá nhiều các cái vị lợi tiểu. Trong trường hợp này các em có thể dùng ngũ linh tán ra giảm nhá. Thì ở đây chúng ta có phục linh, chư linh, trạch tà, sa tiền, đó, đại phục bì, ý dĩ, vân vân, những cái vị lợi thấp rất là hay, đúng không? Rồi đồng thời lại có nhân trần đây này, đó, cũng thanh nhiệt, lợi thấp được, có kim ngân giải độc nhé. Đối với những cái trường hợp nhiễm virus như thế này thì thường em sẽ phải có một đến hai vị trong cái nhóm thuốc thanh nhiệt giải độc. Ví dụ ở đây các em có thể dùng kim ngân nhé, dùng liên kiều, bổ công anh cũng được đó, hoặc là hạ khô thảo. Đó, thì thường là người ta sẽ hay dùng nhất là kim ngân hoa nha, thì sẽ được dùng trong trường hợp bệnh nhân như vậy. Đó, thì đấy là đối với cái thể cấp tính. Chúng ta đi tiếp sang một cái phần nữa, phần B, đó là đối với thể mạn tính. Thế thì đối với cái thể mạn tính như thế này thì ở bệnh nhân chúng ta phải làm thế nào? Đối với thể mạn tính chúng ta thấy rằng là thường là người ta sẽ hay giải quyết các cái đợt cấp của mạn. Bởi vì thường là nếu mà mạn chung 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 thế này thì chúng ta sẽ không điều trị cấp bách, mà chúng ta có thể dùng thuốc nhưng hỗ trợ dần cho bệnh nhân. Nhưng nếu có những đợt cấp trỗi lên chúng ta sẽ phải điều trị tích cực. Đó, và lúc này trong cái thể mạn tính này thì bên cạnh cái việc có thể cảm nhiễm phải cái thấp nhiệt thì một cái việc quan trọng nhất mà chúng ta thấy ở đây đó là công năng của can tỳ rối loạn rồi. Và chính vì vậy nó mới rơi vào cái thể mạn này. Thì điển hình là vàng da nhé, điển hình sẽ là vàng da đấy, vàng mắt đấy, cũng có cái như là bụng rồi thì là nhanh chóng biểu hiện của một cái can nhiệt rõ rệt nha, cho nên là trong trường hợp này sẽ điển hình là vàng da, nếu chẩn đoán ở đây có thể chẩn đoán là hoàng đảo đây này đối với cái thể can nhiệt tỳ thấp này nhé. Để chúng ta phân biệt với cái thể thứ hai thể can uất, triệu chứng của nhiệt nó rõ cho nên chúng ta sẽ ưu tiên thanh nhiệt lợi thấp thoái hoàng cho bệnh nhân, lại là chính ở đây nha. Cho nên rõ ràng với hai cái vấn đề viêm gan mạn nhưng cách điều trị cũng không giống nhau đó, cho nên sẽ có những câu hỏi để phân biệt giữa hai cái thể này, hoặc khi đề bài nó sẽ cho các triệu chứng na ná nhau nhưng chúng ta phải đọc kỹ. Nó sẽ cho các triệu chứng như thế này ở đây và nó bảo chúng ta là à đối bệnh nhân này đó là thể gì, quanh vào chắc đáp án và phải đọc kỹ nha. Với cái can nhiệt tỳ thấp điển hình là vàng da vàng mắt rất rõ nha, các vấn đề của cái nhiệt ở can rõ, bởi vì chúng ta biết rằng can nhiệt làm cho đờm cũng sẽ nhiệt theo, can đờm biểu lý mà, đờm nhiệt làm cho đờm chất tràn ra bì phu mà gây ra hoàng đảo đó, thế thì lúc đó cái sắc da vàng nó sẽ rất rõ rệt nha. Nhưng mà đối với cái can uất tỳ hư khí trệ ở bên kia điển hình là đau tức hạ sườn phải đó, cho nên là chúng ta phải đọc kỹ các vấn đề đau tức bên đấy, nó sẽ miêu tả rất kỹ nha. Thì đấy là cái cách để phân biệt cho các em bây giờ trong cái trường hợp mà chúng ta thi, chắc chắn cái bài viêm gan này vào nhiều đấy chứ không ít đâu. Bạn nào cũng kêu cô bài khó quá em không đọc xong, cô nghĩ rằng là có nhiều bạn điểm cũng cao lắm chứ không phải bạn nào thấp đâu, cho nên đối với cái truyền nhiễm này cô thấy nó phân hóa về cái chất lượng học của các em rất rất tốt. Bạn nào học tốt là điểm nó cao hẳn, bạn nào học học bình bình là điểm nó biết ngay, nó có sự phân hóa rất rõ. Mà đấy là trong khi là các cô còn không dùng những câu hỏi rất khó đâu, chỉ dừng lại ở mức vừa vừa đến khó thôi, dễ khó trung bình mà khó chỉ